Đầu tiên ta sắt tàu hủ, ớt chuông thành các miếng hình vuông. Sau đó ta cho tàu hủ đã sắt vuông vào chảo chiên cho vàng giòn. Sau đó cho hỗn hợp sốt vào chảo đun lên cho tan đều nguyên liệu. Tiếp đến ta cho tàu hủ vừa chiên và ớt chuông vào chảo trộn đều với hỗn hợp vừa xong. Sau khi đã thấm đều gia vị, tắt lửa cho đầu hành xốc đều bày ra dĩa.